Hi, welcome back to my channel, Stas Grego. Meet the switch. I can finally get out of this place. I need to find help. Thank you.
Có một tiếng nhạc khác thôi. Có vẻ như tôi gần này mới biết rồi. Nghe tiếng nhạc cũng khá là kinh dị. Let's go. Rồi ngã từ trên xuống là bị đau chân nha. Mỗi khi ngã thì không sao, nhưng mà tựa game này mới update là chuẩn hơn. Đó là khi các bạn rơi từ trên đây xuống thì các bạn sẽ bị khập khiễng chân. Tốc độ thì vẫn thế, có điều thì các bạn sẽ thấy được cảm giác khập khiễng của đôi bàn chân này. Wow, chiếc chân có vẻ khá đau. Nhưng mà không sao, chuẩn bị thoát ra khỏi đây rồi. Thank you.
Fucking knuckle out, buddy. Okay, let go. Có vẻ là loạt hơi chậm một chút, nhưng không sao. Wow. I hope you're in there, James. Freaky looking place. Oh no. Thì các bạn sẽ chọn một trong hai. Và tiếp tục các bạn sẽ chọn tiếp, ok? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Hall. Thì các bạn sẽ nâng cấp cho nhân vật của mình khỏe thêm. Và hiện tại thì đồ của mình khá là khỏe rồi. Chắc chắn là không có thể va chạm vào người các bạn được với những đồ như thế này. Tiếp tục cái này nữa thì là chấm hết luôn. Các bạn có thể tìm được những cái tốc độ ném nhanh thì coi như là các bạn sẽ vô địch thiên hạ ở trong này. Rất là đau luôn. Đó. Không anh chàng nào có thể chặn được các bạn. Cấp nhá, ok. Và
À, bây giờ mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderia Free Version. Let's go. Thank you.
Yes. Chúng ta quá mừng rồi. Oh my god. Và các bạn sẽ phải đợi những người bạn đó đến cứu. Nhưng mà có thể sẽ khó nha, vì anh chàng này có vẻ mắc khá là nhanh. Mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. I can use that one. You miss throwing bumps. Let go, let go. Maybe he lost those bumps. Sau đó thì các bạn sẽ đi đường vòng. Và khi đó thì chiếc kẹo nó sẽ đổi được một món đồ. Đó chính là một băng. Và quận băng này các bạn có thể giải thoát và cứu sống được cô gái kia đang bị nhốt ở trong kia. Đó chính là bạn của các bạn. Let go, let go. Let's go, baby. In this cage. Father, good to chill. Đây là bản đồ dẫn đến vào ngôi nhà của ông Mr. Smith. Đây là Mr. Smith Fudge. Và mình đã có một khẩu súng này. Sau đó làm gì? Mở cánh cửa ra. Tiếp theo. Yeah. Bắt đầu điều khiển rồi. My gosh. Wow. Có vẻ là hơi khó điều khiển một chút. Không sao. Tốc độ về chạy khá là chậm. Ngồi xuống đứng lên như nhau rồi. Đúng rồi đây.
大声的逼着，我为了肯发他，我给那边落呀。điều khiển rất khó luôn, vào đây không có gì. Oh my god, có vẻ điều khiển tự game vừa rồi khá là lỗi luôn, đúng là Mr. Smith Fudge. Ok, và tới cái tiếp theo. Scary. Cái là gì? A bit scary. Ở đây các bạn sẽ đi lấy một cung tên, một chiếc lẩu. Oh, oh my god, wow. Và ta cũng khá là nhanh.